Theo như hãng tin Reuters, vào ngày 8 tháng 5, phía Ukraine cho biết có tới 60 người có thể đã thiệt mạng sau khi một quả bom rơi xuống một ngôi trường làng ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Thống đốc tỉnh Luhansk, ông Serhiy Hayday cho biết, một trường học tại làng Bilohorivka, khu vực do quân đội chính phủ Ukraine kiểm soát, đã bị Nga ném bom hôm 7 tháng 5. Địa điểm này là nơi trú ẩn của khoảng 90 người. Trường học đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ tấn công. Ngọn lửa bốc lên từ hiện trường vụ tấn công kéo dài vài giờ mới tắt. Ông Hayday cho biết hiện mới chỉ giải cứu được 27 người. Những người khác mắc kẹt dưới đống đổ nát, nhiều khả năng đã thiệt mạng. Ông cũng cho biết lực lượng cứu hộ đang tháo dỡ đống đổ nát nhanh nhất có thể, nhưng cơ hội tìm thấy người sống sót là rất nhỏ và 60 người nhiều khả năng đã thiệt mạng. Hiện phía Nga vẫn chưa lên tiếng trước thông tin này.